Thay vì trồng dưa hấu truyền thống để bán Tết, ông Trần Văn Cưng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp lại có cách làm sáng tạo với sản phẩm dưa hấu hình thỏi vàng và hình vuông in chữ tài lộc lạ mắt. Ông Cưng là người đầu tiên tạo hình thành công cho quả dưa hấu bằng thùng gỗ ở miền Tây. Cũng vô tình trái dưa nó lọt xuống cái đường mương trận, nó nhỏ rồi nó khép lại thành vuông theo một chiều. Thì từ đó có ý tưởng, lúc đầu thì nó khó khăn cũng nhiều á, do mình mới làm thì do cái trái mình chọn nó không có chuẩn, rồi vô rồi nó cọ quẹt, nó hư hao nhiều. Giống dưa hấu được ông chọn trồng là giống kim hồng, vỏ vàng, ruột đỏ. Theo phong tục của người Việt Nam, dưa hấu trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán có ý nghĩa cầu tài lộc, mang lại sự may mắn cho gia đình. Dưa thì mang ý nghĩa của Tết. Rồi nó có cái hình thù như vậy đó thì làm ra rất là khó, nên cái giá trị nó rất là quý, nên mình thấy vậy mình mua mình tặng cho những cái người thân của mình. Có 600 sản phẩm dưa hấu tạo hình được bán ra thị trường dịp Tết Quý Mão